khu vực quận Bình Tân giữa hai câu lạc bộ đó là FC Tấn Tài và FC Thao Đao. Và như vậy trọng tài chính của chúng ta đã thổi còi bắt đầu hiệp thi đấu đầu tiên. Thành Tiến dính một chân thường và hiện tại đang phải ngồi dự khán trận đấu này trên khán đài coi không ạ. Tấn Tài ra sân với bộ trang phục truyền thống của quân xanh áo vàng bảo vệ phần sân bên phía tay trái, trong khi đó FC Thao Đao ra sân với bộ trang phục thi đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil. Selecao bảo vệ phần sân bên phía tay phải, một chân cầu mà nó sẽ cực kỳ đau xem giữ điểm, mất thêm một cú đá nữa không ạ. Bàn thắng là của cầu thủ mang áo số 11, đó là Quốc Lợi. Với những cầu ăn bằng rõ rệt của câu lạc bộ Thao Đao Tây Alaba. Tây Alaba chân trái không ạ. Những cầu thủ phòng ngự dày dặn kinh nghiệm bên phía Thao Đao đây. Tuấn Cô, đường ngoài đi bóng rất hay của Tuấn Cô. 2-0 dành cho FC Thao Đao. Đúng thật sự là một trận cầu siêu kinh điển, 2-0 cho câu lạc bộ Thao Đao. Chúng ta theo dõi lại bàn thắng này của Tuấn Cổ. Một lần của cầu thủ Tấn Tài không ạ. Đó là của Lê Quốc. Trong một giai đoạn mà Tấn Tài họ cần một sự sáng tạo, nhưng Tấn Tài tuyệt vời. Số đường dưới đã xuống công bóng này. Và sự thật là khi mà có sự công bằng của Lê Quốc thì nó đã mang lại một làn gió mới cho câu lạc bộ Tấn Tài. Tỷ số đường dưới đã xuống còn 1-2. Chúng ta xem lại bàn thắng này của Quốc Đập Rai nè. Một bóng rơi, cơ hội phản công dành cho câu lạc bộ Tấn Tài. Và đang là cao thủ áo vàng không ạ. Vinh Sông Lâm vừa mở bóng rồi, phản công cho câu lạc bộ Tấn Tài giữ điểm không ạ. Quốc Lợi đội truyền của Quốc Lợi giữ đây, mở bóng rất tốt, giữ điểm chân trái không ạ. Lê Quốc đã không có một tình huống đủ cảm giác để vào truyền được đội truyền về cho Tấn Tài không ạ. Thi đấu mà hầu như là tận dụng hầu hết các khả năng sáng tạo của các tiền vệ mà có vị trí có không thể. Mà hôm nay thì Dũng Silva có thể sẽ thi đấu cả full các trận. Dũng Silva chân trái dứt điểm không vào. Nhưng đó là về chân của cầu thủ áo da cam dứt điểm không vào. Anh Hà Gia hay Dũng Silva đây? Dũng Silva! Không ạ! Lê Quốc Đà La Ba đã bóng vào khu vực trung lộ và Thanh Hà Gia băng lên bên phía làng cánh phải. Đà La Ba! Cao thủ Tấn Tài họ đã dạng người ra để phòng ngự rồi. Một cú đá mà hầu như là lại không chờ Hoàn Vũ có cơ hội nào để tàn phá. 3-1 cho FC Thao Đao. Đội bóng áo vàng có rất nhiều những cơ hội để giữ điểm từ những quả đá phạt trực tiếp, nhưng trước một lần này còn giữ điểm không vào. Đội truyền giữ điểm. Và như vậy chúng ta xác nhận sẽ có quả đá phạt đền. Chúng ta cùng đợi xem. Vẫn là 3-1.
trận đấu thật sự với một kịch bản điên rồ ra đi. Vịnh Sam Lam đẳng cấp của một siêu vôi 4-1 cho FC Tàu Đầm. Và chúng ta sẽ cùng nhau bước vào giống như giả lao với kết cục 4-1 dành cho FC Tàu Đầm. Bóng đỏ của Lê Quốc, đội chuyền của Lê Quốc ra đây. Lợi thế cho cao thủ câu lạc bộ vàng Cáp Đông Milo. Cáp Đông Milo không vào. Ra đây. Muốn gây sức ép là của cầu thủ mang áo số 69. Không vào. Nhưng ở tình huống này thì ta bấm bẫy ở trong một tư thế quá thoải mái đến dứt biến rồi. 5-1 cho FC Thao Đầm. Chúng ta xem lại cú đá của Cáp Đông Milo. Đó là sự khác biệt khi vô phụ y có mặt trong đội hình. Giờ đây tốc độ của Phú Văn Cao. Phú Văn Cao giữ điểm đi để chuyền thành tín. Bang. Tỷ số đưa rút ngắn xuống còn 2-5 dành cho FC Tấn Tài. Chúng ta xem lại bàn thắng vừa rồi của FC Tấn Tài. Cú xử lý hay của Phú Văn Cao vượt qua cái tà bao bẫy để chuyền bóng cho thành tín. Thanh Hà Gia bật bóng rồi. Cáp Đông Milo sáu hai cho FC Thao Đầm. Chúng ta xem lại tình huống để mất bóng rất tai hại này của Thanh Hà Gia. Với một cầu thủ ở đẳng cấp như Thanh Hà Gia thì anh hoàn toàn có thể đưa ra những sự lựa chọn khác ngoài việc được chuyển lên. Giờ đây Căng An 7-2 cho FC Thao Đầm. Chúng ta xem lại đường chuyền này. Cặp đôi Villa không được rồi. Đây là tình huống phản công đường chuyền vào. Bàn thắng thứ 10 của trận cầu này. Số đường rút ngắn xuống còn 37 cho FC Tấn Tài. Bàn thắng của Phú Văn Cao đặc biệt bây giờ về lại con số 4 bảng. Không qua được Thanh Hà Gia ở đường chuyển. Thanh Tín. Thanh Tín. Bóng là Thanh Tín. Chơi điểm. Không vào. Một kích biệt như thế này thì FC Tàu Đầm vẫn đang ở trong một trạng thái tuyệt đối an toàn. Thành Tín coi giữ điểm không vào. Vẫn còn Tấn Tài đang rất cố gắng để có thể có được những cú dứt điểm. Cặp đôi Villa tạo bao bẫy đưa chuyền chóng chạy tám ba cho MC Thao Đầm. Trong lúc mà cao thủ vẫn rất cố gắng để nếu giữ lại một chút gì đó hưng hực của khí thế thì tỷ số đã được rút ngân lên thành 8-3. Họ hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng. Đội chuyền của Thành Tín ra đây. Coi giữ điểm không vào. Vẫn còn. Vẫn không vào. Phản công dành cho câu lạc bộ Tấn Tài. Alaba. Alaba không vào. Học có lỗi. Chín ba cho FC Thao Đầm. Chúng ta xem lại siêu phẩm vừa rồi. Siêu phẩm của Cáp Đông Milo một cách biệt quá lớn ở thời điểm này rồi. 6 bàn. Tay Alaba. Tay Alaba. Bàn thắng thứ 10 của câu lạc bộ Thao Đầm ở trong trận đấu này. Một cái biệt quá to lớn rồi. Bàn thắng của Thu 38. Chúng ta xem lại bàn thắng này.
Cặp đôi Villa đường truyền dành cho đội bóng đây là cơ hội Sơn Hiếu Minh không vào. Mười một ba cho FC Thảo Đồng. Một lần nữa thì người ghi bàn là Tùng Bát Tóm chứ không phải là cấp đội Villa. Dũng Silva. Và như vậy đó là bàn thắng dành cho câu lạc bộ Tấn Tài. Tỷ số đều rút ngắn xuống còn 4-11. Chúng ta xem là bàn thắng của Dũng Silva.